Như vậy trận đấu bắt đầu. Đội khách BKMX Bình Dương trong trang phục màu tím sẽ là đội giao bóng trước và bảo vệ cầu môn phía tay phải. Hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay những phút đầu tiên thì BKMX Bình Dương đã ngay lập tức tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngày hôm nay thì đội hình của cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và BKMX Bình Dương đều có những tổn thất nhất định bên phía đội chủ nhà, đó là sự vắng mặt của trung vệ Đào Văn Nam và đặc biệt đó chính là tiền đạo Chevy Quack. Đã bỏ đi nguy hiểm. Trong trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Nam Định thì Raboli cũng đã có một tình huống đá phạt ở cỡ ly như vừa rồi. Vành đã ghi bàn. Vừa rồi cũng là một tình huống đá phạt rất nguy hiểm đến từ Raboli. Lực đi của trái bóng là rất tốt nhưng rất tiếc là bóng đi vọt xa. Vẫn sẽ là Kelly và Skitade. Cả Trương Trọng Sáng nữa. Trọng Sáng có chiều cao khá tốt. Bắn điểm. Không được. Và đá phạt quá thiếu chính xác của số 1 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiến Linh đã tiếp cận được trái bóng trong tình huống vừa rồi. Nhưng tình huống bóng hơi dài đã khiến cho Tiến Linh không thể có một tình huống hai. Ismail rất thoáng. Văn Hiệp rất hay. Không vào. Rất đáng tiếc. Suýt chút nữa tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở tình huống như vừa rồi mà Ismail còn không có bàn thắng thì không hiểu đến bao giờ cầu thủ này mới có bàn thắng được cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được. Quá đáng tiếc. Đánh đâu? Không vào. Vẫn không vào. May mắn đã thuộc về các cầu thủ BKMX Bình Dương. Thật sự là như vậy. Vừa rồi thì có vẻ như Ismail đã chơi hay ở tình huống không chiến đầu tiên. Nhưng may mắn đã đứng về các cầu thủ BKMX Bình Dương. Tiếp sau đó là một tình huống ngả người bắt vô lê của Kelly. Rất bắt công. Hà Tĩnh đang chơi rất hưng phấn. Và chỉ có may mắn mới giúp cho BKMX Bình Dương phải nhận bàn thua thứ hai của mà thôi. Ismail vẫn còn. Phía trong là Văn Hiệp. Huy Sơn. Văn Hiệp. Không được. Vẫn là cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Xuân Hùng.
Rất hay, Trung Học rất thoáng. Tuấn Hải đi số là 2-0 cho cầu thủ Hà Tĩnh, bàn thắng thứ tư của Tuấn Hải mùa giải năm nay. Một kịch bản rất quen thuộc, những pha tấn công bên phía cánh phải. Thời gian mà thôi. Để cùng xem lại tình huống này, phải phù hợp quá đẹp. Dứt điểm gọn gàng của Tuấn Hải, bàn thắng thứ tư của Phạm Tuấn Hải mùa giải năm nay. Mùa giải năm nay thì Tuấn Hải đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Bóng tiếp tục xuất phát từ cái chân của Văn Hiệp. Trung Học vẫn là phi sơn dứt điểm 3-0. Hà Tĩnh đang chơi quá thăng hoa và rõ ràng là BKM Bình Dương không thể có cơ hội ở trong trận đấu này. Phi Sơn là người ghi bàn thắng thứ ba cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đây chính là bàn thắng thứ hai của Phi Sơn ở mùa giải năm nay. Phi Sơn nguy hiểm, lại một lần nữa thì xà ngang và đá phạt chất lượng đến từ đội trưởng Phi Sơn. Nhưng không sao, kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì tỷ số đã là 3-0 cho các cầu thủ chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiến Linh, Việt Cường sút xa. Cả Việt Cường và Quang Tuấn đều rất hay trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống đi bóng và dứt điểm chất lượng của số 16 bên phía BKM Bình Dương. Nhưng Quang Tuấn đã chơi rất cảnh giác. Nguy hiểm, cơ hội Ismail vẫn không vào. Thật sự là không hiểu phải cần đến những tình huống như thế nào nữa thì Ismail mới có thể ghi bàn. Không thể hiểu nổi. Vẫn là cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ismail! Cuối cùng thì Ismail đã có bàn thắng. Nhưng có lẽ trong tình huống vừa rồi thì bàn thắng vẫn không được tính như Ismail, mà nó sẽ là một tình huống phản lưới nhà của Thanh Long. Đúng, phòng ngự rất hời hợt đến từ các cầu thủ BKM Bình Dương. Chính xác là như vậy. Vừa rồi chắc chắn bàn thắng sẽ được tính là Thanh Long có một pha phản lưới nhà. Đánh đầu rất nguy hiểm. Người chạm bóng cuối cùng có lẽ là Tiến Linh. Bóng vẫn đi chưa trúng đích. Dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Người ghi bàn đó là Tống Anh Tỷ. Phản công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất hay, không biết về. Rất đáng tiếc là Đức Cường đã có một pha ra vào hợp lý. Việt theo thì Bruno đã có bàn thắng. Rất nguy hiểm. Hoàng Anh tốc độ không được. Không thể có phạt đền. Một pha mất tập trung nơi hàng phòng ngự của Hà Tĩnh và Bình Dương có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Có lẽ lỗi vừa rồi là của Văn Đức, pha chuyền bóng rất chủ quan sau khi lấy bóng hợp lệ. Tiến lên! Suýt chút nữa tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Phản công cho cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Huy. Rất nguy hiểm. Không được. Phan Vĩ không thể tiếp cận bóng, có lẽ là sức của anh đã bị đuối rồi.